nay đầu tuần thì Bảo soạn ra những món hàng đó giảm giá. Với mức giá này cũng xem như là thanh lý rất là ổn định cho mình rồi, cũng như là giá rẻ nha. Rồi quý anh chị nào á mà thích những chương trình giá tốt như thế này thì mình nhớ là đăng ký kênh ủng hộ ngay nha. Rồi ngày hôm nay thì Bảo cũng báo luôn, những mẫu máy này á thì Bảo thanh lý nên là sẽ có không được nhiều nha. Đó, có cái thì còn 2-3 cái, có cái thì cũng còn chục cái, có mà có 1-2 món thì còn 1-2 cây thôi. Rồi ngày hôm nay Bảo vào chương trình luôn để mình tham khảo xem có máy gì mình xài cho công trình gia đình mình đặt mua luôn nha. Rồi toàn bộ là hàng chính hãng nên là mình sẽ yên tâm. Rồi đầu tiên này, Bảo lên con máy mài chỉnh tấp Futa nha. Cây này thiết kế đẹp mà ngày trước Bảo có sale lần rồi, đó bán cũng khá là nhiều, anh chị mình ở gia đình thích lắm. Đó, tay dài này, có chỉnh tốc 6 số nha. Đặc biệt âm thanh cực kỳ êm, test riêng cây này là test luôn. Đó, cấp 6 này. Đó, cấp 1 này, xuống tua này. Đó, cực kỳ êm nha, lên tua này. Rồi công suất là 980W, máy 1 tấc nha. Cây này á thì Bảo để có 350.000 thôi. Đó, nó quá tốt về mức giá luôn. Để mình xài thương hiệu Futa là một thương hiệu nội địa nha quý anh chị nha. Đó, để mình xài. Rồi tiếp tục, quạt lớn là 8 inch nha, lớn hơn một găng tay luôn. Rồi anh chị nào á ngày trước đây mua mà hết, sau này có về một đời 6 inch á thì nhiều anh chị mình á chê Bảo nhỏ quá. Đó, sắp mùa hè rồi, đó quạt không mát thì hôm nay Bảo có hàng rồi. Quạt này thì chắc chắn cực kỳ rồi. Đó, nếu mà mình có một quả pin phổ thông là cắm vào xài thôi nha. Đó, đối với quả pin 20A này á, thì mình xài cả chục tiếng luôn. À, 20 cell 8A này xài chục tiếng là bình thường. Còn đối với quả 10A nha, à hoặc là 4A nhà Bảo bán á, thì mình mua kèm pin sạc là xài 4 tiếng nha. Có 280.000 thôi là pin sạc. Thêm cái thân quạt này 220, lớn nha, thân quạt lớn không phải nhỏ nha. Rồi tiếp tục nè, khoang tua chậm nè anh chị. Anh nào á dùng để làm gỗ á mà khoan độ dài cao này thì mình phải nên chọn cái này. Còn đối với công trình mình dùng để đánh bột nè, quậy hồ dầu này kia, quậy bánh thì mình xài cây này. Rồi máy đầu 16mm nha. Cái phần này á là kim loại hết, tay cầm là có hàng 3 tay này. Rồi Auli Line, hàng nội địa luôn, 1000W nha. Rồi bình thường anh chị nào mua thì cây này cũng biết rồi, 650 mà Bảo tính có 520.000 thôi. Cây này siêu khỏe nha, đánh bột thì cực kỳ bền luôn, để mình xài. Rồi tiếp theo, máy thổi Marula này. Cây này á thì mình thổi được, hút được. Rồi nếu mà mình thổi, mình lấy túi ra cho Bảo hút. Bảo cái đầu này, tới đầu này giúp Bảo là bên này hút nè. Bên này á là mình hứng bụi nè, ngóc ngách xe hơi. Tuyệt vời. Rồi 500W, thổi lá cây thoải mái nha. Rồi có 250.000 thôi, chính hãng của Wukan. Tên máy á là Marula nha. Đó, hầu như trưa ngày nay thì Bảo làm mức giá là khá là tốt luôn, để mình xem được, mình ủng hộ Bảo luôn nha. Rồi ba chức năng Wukan này, có thùng sẵn luôn, mà máy là K98 nha. Đó, shop đúng một cây thôi, chứ bình thường là mẫu này cháy hàng rồi. Đó, hết hàng rồi nha. 1.200.000 nha. Thì Bảo tính là còn cây cuối cùng mà có hơi dơ nhẹ xíu này. Đó, bụi bám á, để lâu mà, tính 800 thôi, bán lỗ luôn cho mình, để mình lấy mình xài. Rồi ngoài ra máy K98 này có thùng này, với lại là 3 mũi khoan 2 mũi đục, công suất là 1100W nha, 3 chức năng luôn, để mình xài nha. Rồi 1100W, đúng rồi đó. Rồi tiếp tục, máy mài, đó Bảo cũng còn một ít này. Rồi thân máy mài 8300, để mình xài. Máy này á thì cực kỳ khỏe nha.
máy lớn này bằng pin rồi, chưa bán pin đâu nha, mình mua thêm nhà có pin phổ thông rồi, sắm anh này á, bảo những con máy mài kia hơi yếu thì mình xài cây này, motor sẽ to cực kỳ, lớn là đồ số nha. Rồi chỉnh tốc là báo phẳng thông số 35, tức là 3.500 vòng, 4 cấp số nha. Đó, máy này á thì thân không 1.220.000. Rồi tặng luôn bơm xe kíp trị giá 660 nha. Rồi thân máy mài 8.300 này, anh chị nào mua tặng máy luôn, mua thân máy tặng kèm máy nha, để mình xài. Rồi tiếp tục này, đó bảo lên đủ pin cho để mình xài nha. Có 590.000 mà mình được nguyên một bộ bu lông hàng nội địa nha, nói thẳng là nội địa Trung Quốc luôn. Đó, máy là không có tem gì cả, nhập về như thế này bán không. Rồi 350 new này, pin là pin phổ thông. Rồi anh nào mua bu lông, mua kèm quạt về xài luôn, hai quả pin này xài quạt cũng là 3-4 tiếng rồi, mình yên tâm sạc đế luôn. Tính ra là mình mua pin không là bằng giá luôn rồi,